phải nổ nhưng mà đi tìm nguyên nhân chứ sao nổ được. Ra từ cái thằng sung là có bão lỗi đi phun đâu mà sung. Rồi, hello mọi người. Thì lâu quá mọi người bảo Điền Tuấn không live stream về Motocan và Motobox. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng Motocan và Motobox mình chia sẻ cho mọi người. Mọi người thả cho em cái tim. Những anh em nào đang xài Motocan và Motobox thì chúng ta thả cho cái tim nha. Anh mở cái van Ganti cho em đi. Nó đang cái van Ganti đang có vấn đề. Hy vọng rằng anh em chia sẻ cho vài cái. Ok. Rồi, hello mọi người, chia sẻ cho em vài nhóm. Review cho anh em Motocan và Motobox. Ok mọi người, cho em cái chia sẻ đi mọi người ơi. Ok. Thì do nhiều anh em bảo Motocan này thì anh em không tìm thấy nhiều chức năng, nhiều chức năng gì để chúng ta ọp van Epapo. Đấy, ọp chức năng bảo mật Smoky. Nói chung là chúng ta có hai cái điều mà để chúng ta hiểu. Một là chúng ta nạp một cái dữ liệu mới vào. Đấy, nhiều anh em cứ nói là chúng ta tắt tạm thời cái chức năng bảo mật Smoky hoặc là van Epapo. Và đặc biệt Motoscan và Motobox, mà nếu chúng ta có nhu cầu chúng ta tắt một lần được hai chức năng. Đó là 2 trong 1. Thì có thể anh em có thể tắt luôn chức năng bảo mật khóa Smoky và đồng thời tắt luôn về cái van Epapo. Đấy, xuất hiện cái lỗi mà 88 gì đó. Epapo đây này. Ok chưa? Đó. Thì đây chúng ta sẽ có 2 trong 1. Anh em muốn tắt riêng cái van này cũng được. Muốn tắt một lần cả cái van này và chức năng bảo mật Smoky cũng được. Nếu khách hàng có nhu cầu và đồng thời ở đây chuột cắn hai sợi dây này. Đấy, những dòng xe đời mới sẽ xuất hiện lỗi cho chúng ta. Chuột cắn hai sợi dây này chập nhau. Thì lúc này sẽ chất lỗi trên cái đèn FI. Thì anh em có thể tắt. Và có rất nhiều anh em không biết sử dụng. Thì hôm nay mình sẽ review. Anh dùng máy kia mà anh qua đây máy này làm cái gì? Máy kia mai mốt em sẽ chỉ hết. Có rất nhiều anh em. Lấy tài liệu ra xem cho sư phụ. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người, chia sẻ anh em. Và đồng thời, và con này đó, con này sẽ là K44P. Con này là Smoky. Thì ở đây mình đã nhắc lại cho mọi người có hai chức năng để mọi người sử dụng. Đấy, một là ọp riêng nó. Nếu mà van Epapo có vấn đề chúng ta sẽ ọp 2 trong 1 luôn, ọp một lần được hai thiết bị. Rồi chúng ta nạp một cái file vào. Đó, cho chúng ta dễ hiểu. Rồi hy vọng rằng anh em chia sẻ để cặp can và bốc này hướng dẫn cho mọi người nhiều chức năng hay ở trong này. Và kế tiếp sẽ còn hay hơn rất nhiều ở cặp can và cặp bốc. Nếu anh em nào mua máy mới, mua máy Motoscan, mình tặng cho Motobox máy mới nha. Motoscan hoặc Mocantab. Cứ mua máy Motoscan tặng Motobox. Đấy. Rồi bắt đầu mình sẽ hành trình cho mọi người. Và đồng thời tặng theo cho anh em những phần quà. Đó, đi kèm theo ví dụ tài liệu
hoặc là anh em không chọn tài liệu thì tặng anh em bộ kiểm tra CKB ở VS vân vân. Đấy, hỗ trợ trong nhóm học online. Đấy. Rất mong mọi người cho Tín Tuấn cái view, like, chia sẻ. Lâu quá mới hướng dẫn Motocan, Motobox. Có nhiều anh em cứ nhắn tin bảo Tuấn ơi, vừa rồi em mua can và bốc, không thấy được anh hướng dẫn. Và mới cái vấn đề mà đọc xóa, phân tích thì em cũng biết rồi. Còn những cái vấn đề quan trọng hơn, map map gì đó, cứu hộ ECM, Orb Smoky, Orb Epapo, vân 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 vân. Đấy, thì mọi người chưa hiểu thì hôm nay mình sẽ làm cái view này, chia sẻ tới quý vị, anh em thợ máy cùng đồng hành sử dụng Motoscan, Motobox. Cho cái like đi quý vị. Thank you anh em nha. Thank you mọi người. Sao? Rồi, đây cũng mới là phát đi xem. Phát đi xem thì mọi người bỏ rửa tiền ra đây. Chia sẻ đi quý vị anh em ơi. Chia sẻ buổi trưa nha. Quên mất lửa. Kiểm tra TB có treo không? Lấy cái máy đi anh. Nhét lại cục kia vào đi, không phải toang. Rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nạp một cái file. Thì chúng ta cứ gọi là ọp. Ọp tính năng bảo mật Smoky ở trạng thái lớp thứ hai nha. Hoặc là xuống khóa chìa tùy anh em. Thì bây giờ anh em sẽ kết nối Motoscan và Motobox như sau. Và trưa hôm nay anh em nào cần Motobox này thì comment luôn 2.3 hết nha. Nó tất cả là phiên bản mới nhất hiện tại ở trên thị trường Việt Nam. Rồi thì chúng ta chỉ cần là cái cáp giữa can và bốc thì anh em sẽ kết nối lại. Đây, rút cái cáp Motoscan ra. Rồi thì chúng ta sẽ kết nối cái cáp Motobox và Motoscan. Hai cáp này luôn được song hành với nhau. Đó. Ok, mình sẽ đưa cam cao lên một chút. Đó. Ok chưa? Rồi, cái đầu Motoscan cáp thì mình đã lấy ra. Thì lúc này thường lệ anh em sẽ cắm vào đầu còn lại của Motobox. Và đây có hướng dẫn chỉ cho anh em nhiệt tình. Đây, Motoscan. Rồi, cái cáp này chúng ta sẽ đi qua cổng Calai. Rồi, cắm vào, thường lệ. Rồi, chúng ta sẽ cắm vào cổng Calai. Rồi, lúc này chúng ta sẽ mở công tắc máy. Rồi, lúc này máy đã có nguồn và đồng thời chúng ta bắt đầu đi tới. Thì ở đây sẽ là kết nối với xe. Khi nào anh em lập trình khóa Smoky, anh em vào đây. Anh em muốn sử dụng với Motobox để giả lập tất cả tín hiệu đầu ra thì anh em vào đây. Và đồng thời ở đây sẽ là thông tin. Thì buổi trưa nay chia sẻ với anh em, chúng ta như thường lệ kết nối với xe. Xe này sẽ là xe Honda. Bấm net. Thì Motoscan thì hướng dẫn cho anh em nó chậm. Nó chậm mà nhưng nó chắc. Nó chỉ cho anh em tất cả sử dụng cáp nối. Nó được mang ký hiệu MT001 DLC. Nếu đá OCK thì lúc này anh em bấm net là bấm OK. Rồi thì lúc này rất tỉ mỉ cho những anh em mới vào đời, yêu lần đầu tiên. Lần đầu tiên chúng ta bắt đầu yêu thì anh em nhìn thấy E, K, B. E là mát nuôi cho máy, B là dương nuôi cho máy. Ở đây K là chúng ta kết nối vào con ESU. OK.
chúng ta sẽ chọn với tương ứng với cái dòng xe mà chúng ta đang làm Việt Nam. Thì xe này sẽ là xe Vision Capot 4P. Kéo xuống á, cứ chậm mà chắc, không đi đâu mà vội, màu vàng Vision ESP 23-2020. Còn đây là 2021 nha quý vị. Đó, anh em lưu ý. Đó, bắn. Rồi. Làm gì vậy? Ai vậy? Rồi. Thì lúc này anh em sẽ là đọc lỗi, xóa lỗi quá quen thuộc với anh em. Khôi phục ECM quá quen thuộc. Thông số hiện hành thì anh em đang có can và bốc này thì anh em không vào đây được. Đó, nhớ. Thông số hiện hành thì anh em chỉ có kết nối motor scan không thôi. Có nhiều anh em là kết nối motor scan và motor bốc anh em đọc không được. Đó, thì đúng rồi. Bởi vì kết nối motor bốc để chúng ta nâng cấp phần mềm nạp hiệu chỉnh AF, off sớm ký, off EPAPO, cứu hộ ECM. Đó, thì anh em sẽ vào đây. Nạp phần mềm, chỉnh chuẩn audio, sử dụng motor bốc, thông tin của ECM. Thì anh em sẽ vào ở trạng thái nạp phần mềm ECM. Nhớ, chúng ta nhớ ở đây. Đấy, còn ở đây chúng ta sẽ hiệu chỉnh AF cộng trừ bù đắp nhiên liệu cho xe hết hộp ga hoặc đồng thời xe hao xăng. À, mình sẽ vào đây cho anh em. Đó, thay đổi AF form sửa chữa phần mềm thể thao tiết kiệm. Sửa hụt ga hao xăng chỉ khi lỗi là ECU cần hiệu chỉnh kỹ thuật, cần hiểu kỹ thuật. Đó, cảnh báo rất vân vân ở trong này. Đấy. Tắt máy khóa điện on, kết nối can vào bốc, đang làm việc motorbox 2.3 mới nhất hiện tại trên Việt Nam. Hy vọng rằng anh em nào đang sử dụng motocan và motorbox thì anh em xem đi xem lại cái clip này. Rồi, mã ECM của bạn là Capo 4P V91 V01. Bạn muốn tiếp tục thì bấm OK. Đó, ở đây chúng ta sẽ tăng chỉnh. Đấy, cái phím số 4 là giảm, phím số 6 là chúng ta tăng. Tăng có nghĩa là chúng ta cộng thêm nhiên liệu. Đây. Đấy, số 6. Đó, OK không? Đó, chúng ta sẽ tăng được 4. Còn xe mà nó hao xăng quá thì chúng ta sẽ giảm nhiên liệu. Giảm chỉ được 1 và 2. Đó là chúng ta tăng bù đắp. Rồi, vấn đề hôm nay mình sẽ thoát ra vào cái chủ đề quan trọng. Nạp lại phần mềm cho ECU. Rồi, OK. OK. Bạn cứ tiếp tục OK. Rồi. Cứ như vậy, motocam chậm mà chắc. Motobox 2.3. OK. À. Rồi thì ở đây sẽ cho quý vị và anh em thợ máy chúng ta có rất nhiều hạng mục để chúng ta tham khảo. Nạp phần mềm gốc AF cộng 4, nạp phần mềm gốc AF cộng 3, cộng 2 và tương tự sẽ cộng 1 tùy theo con xe hụt ga ít hay nhiều. Ít thì chúng ta nhẹ nhàng 1, nhiều chút chúng ta cộng 2, hụt nhiều thêm tí nữa chúng ta cộng 3, hút nhiều tí nữa chúng ta cộng 4. Tất cả con xe gọi là từ OK hết. Áp bơm, kim phun vân vân phải OK hết. Nhưng hụt ga vào buổi sáng ở trạng thái động cơ nguội thì chúng ta sẽ làm. Còn không phải là những con xe đang bị là ở vấn đề gì, áp bơm yếu, kim phun bị nghẹt, xin ra hụt thì các bạn cũng nạp như vậy thì không được. Lưu ý nha. Đó, quý vị và anh em phải lưu ý ở vấn đề đó. Nên tất cả một con xe hụt ga là ở trạng thái xe zin, bởi vì xe này không trang bị cảm biến map. Chứ không phải là con xe bây giờ tia lửa điện yếu hoặc là kim phun hoặc là áp bơm có vấn đề. Quý anh em chúng ta đi mang nạp rồi chúng ta lại kêu không hết bận là không được.
Rồi anh em đồng tình không? Ok không? Ok, chúng ta bấm cái ok đi để tiếp tục view thêm cái nữa. À, view thêm cái nữa. À, view thêm cái nữa cho anh em phê nhá. À, view thêm cái nữa. Đó. Được không? Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục kéo xuống, kéo xuống. À, ở đây chúng ta có thể là nạp lại phần mềm gốc cho ECM là ECU. À, gọi là nạp vào chip chủ ấy ạ. Ở đây là chúng ta cứ bị vấn đề gì sai thì chúng ta sẽ về cái map gốc. À, nạp lại phần mềm gốc. Còn cái xe chúng ta cảm thấy quá hao xăng. Rồi chúng ta trừ 1. Hao nhiều trừ 2. Và đặc biệt đêm và trưa nay của anh em thợ máy là chúng ta nạp phần mềm tùy chọn. Hay chỗ này. Đó, nó hay ở chỗ này. Rồi cứu hộ ECM lần sau mình sẽ chỉ quý vị. Hôm nay quý vị sẽ được học bài nạp phần mềm tùy chọn. Tuyệt vời không Thành Lâm? Những anh em còn lại cho đi Tuấn cái live view. Nếu anh em nào đang sử dụng Motoscan và Motobook, thì có rất nhiều anh em bữa nay có nhu cầu sử dụng lại Motoscan hoặc là Motocantab thì cứ liên hệ với Đình Tuấn, mình sẽ chỉ lại cho quý vị. Rồi. Và đấy, người dùng biên tập là chúng ta, nếu hiểu biết chúng ta có cái file, chúng ta sẽ biên tập vào thẻ nhớ. Ở đây, 1, op, e và bộ. Đấy, ở đây có chức năng đấy, khi xuất hiện cái lỗi 88 do chuột cắn, chúng ta cũng ọp được. Có rất nhiều anh em sử dụng máy mà chúng ta lại không biết vào. Cái thứ hai, máy này bữa nay chức năng này hay này, ọp EPAPO mà chúng ta lại cộng được AS 10%. Đó, con xe này ọp EPAPO tắt rồi xe lại chạy nhẹ hơn. Khách hàng lại bảo em lấy chị có 500k mà xe chị lại được tắt chức năng ở cái đèn chất. Cái đèn chất chị đi cửa hàng người ta luôn luôn người ta bảo thay IC. Người ta bảo IC của chị thay hết 3 triệu. Nhưng vào cửa hàng em lại làm tắt được cái mã lỗi ở trên đồng hồ FI. Và đồng thời xe chị lại chạy nhẹ hơn một chút nữa. Em lấy có 500k. Tính ra chị có lợi nhuận 2 triệu rưỡi nhưng xe chị lại chạy nhẹ hơn. Thì nhớ quý vị vào đây. Rồi cho cái like, cái share, chia sẻ. Cảm ơn quý vị. Chia sẻ đi để nó nhiều cái hay hơn quý vị ạ. Đấy, còn quý vị nào ok thì ủng hộ Đình Tuấn các Motoscan Tab. Đẳng cấp xịn sò, chúng ta lướt web trên máy tính bảng. Được chưa? Rồi, tiếp tục ở đây chúng ta sẽ là sái 1:1, chúng ta sẽ là gì? Op Smoky. Là chúng ta nạp một cái file vào. À, đây là bảo mật thứ hai. Đây ạ, để xuống khóa chìa hoặc là xe này. À, vô tình mua được con IC này giá khoảng 200k, mất mã. Lắp vào cứ tít 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 tít. Chúng ta sử dụng Motocan Motobook, tắt chức năng. Bảo mật lớp thứ hai. Đây, P có chức năng bảo mật. Đó, thì anh em có thể họp Smoky. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ sử dụng được op Smoky và cộng AF. Đó, nếu chúng ta op chức năng này là nạp một cái file mới vào thì anh em có thể đồng thời vào chức năng ở đây 2:1 op và đồng thời cộng luôn AF. Con xe này sẽ không bao giờ gọi là từ hụt ga. Và đây anh em lại có cái hay hơn nữa, nếu mà đồng thời xe này khách hàng bị báo lỗi do van EPAPO và đồng thời khách hàng muốn xuống quát chìa, chúng ta vào luôn 2:1. Hay không anh em? Đó, op EPAPO và Smoky đều op. Còn nếu EPAPO không vấn đề gì khi con xe này ở trạng thái phiên bản cũ chưa có bảng báo lỗi về EPAPO thì chúng ta muốn con xe đấy tắt chức năng về Smoky. Và đồng thời chúng ta lại cộng thêm 10% thì quý vị vào đây. Đó, rất đơn giản. Hãy xem đi xem lại cái video của Đình Tuấn trưa nay. Trưa nay. Tuyệt vời không anh em? Tuyệt vời.
hãy cho Lý Tuấn một cái bình phẩm. Ok, Nguyễn Thành Lâm, inbox liên hệ anh. Rồi, buổi trưa nay quý vị nào cần thì làm luôn. Đấy, làm luôn cặp này. Cặp này là của Đình Tuấn hồi giờ nha anh em. Nếu anh em nào muốn lấy sự may mắn luôn cả cục cáp này luôn. Đấy, tặng luôn cái bộ dây cáp này. Nếu muốn lấy cái may mắn, cứ về nhà cắm thôi, đủ các loại xe. Đây, Honda. Rồi, IA. Rồi, Piaggio. Edgewell. Tuyệt vời không? Còn anh em nào mua máy cũ 16.8 tặng Motobox. Máy mới 16.800.000 tặng Motobox. Máy cũ này rẻ hơn. Rồi đó anh em thấy không? Đang nạp dữ liệu ECM. Những anh em nào đang sử dụng Motocan và Motobox thì hy vọng rằng anh em xem đi xem lại video này. Rồi mình quay lại mình chia sẻ cho mọi người một chút xíu như thế này. Và kế tiếp mình lấy được bằng ô tô và xe ô tô về đây, mình sẽ giảm giá cho anh em học online về xăng và nồi giảm 50%. Đó. Và mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng tất cả những thiết bị máy. Phân tích dữ liệu nạp cho dù Motoscan hay là Smartool hay là Motocantab. Mình giảm luôn cho mọi người 50% tham gia khóa học online. Đấy, ít bữa nữa mình sẽ lấy xe về nhà, mình sẽ tri ân mọi người. Xăng cộng nồi là cộng làm bình xăng con, cộng làm phun nồi, bẻ TB, sử dụng tất cả chức năng máy. Nạp file, map map, TB, lỗi lầm, giảm 50%. Anh em nào ok không tiếc tiền để chúng ta lại tiếp tục được học tiếp, và chúng ta lại có thêm những kiến thức. Và kiến thức luôn luôn giữ ở trong đầu chúng ta, thì anh em bỏ ra một chút xíu phí. Thời gian sẽ kéo dài cho anh em trong vòng 7 ngày. Lộn 7 đêm. Giảm 50% thì anh em biết nó rẻ như thế nào rồi. Combo cho anh em từ làm nồi, TBS làm ga nhẹ, căn nồi. Rồi, phân tích dữ liệu máy chẩn đoán, làm lợi bình xăng con, giảm 50%. Ngồi nhà mở điện thoại, chúng ta học được kiến thức. Rồi, đó là cái cơ hội mà mình muốn tri ân cho mọi người. Đấy, cứ một lần mình có một cái gì đó nó mang về cho mình thì mình lại tri ân cho mọi người. Và hôm đó, bây giờ anh em đặt cọc đi là vừa đấy. Còn hôm ấy tất cả những anh em mua cái gì thì nó lại phiêu hơn nữa. Rồi kế tiếp mình còn sống thì được qua năm mình xây cái nhà, mình tiếp tục miễn phí cho anh em những cái gì nữa. Và mình sẽ giảm giá cái gì cho anh em tới đây học trực tiếp nữa. Đó, nó khá là nhiều. Cuộc đời mình còn 2 bước chạy nữa là tới cán đích. Là lúc đó có thể nắm mắt xuôi tay, cuộc đời không cần phải ân hận gì nữa. 2 bước để mình đi tới. Thì bước cuối cùng, bước kế tiếp đây là ô tô về đây rồi. Rồi bước kế tiếp làm nốt cái nhà nữa nha, là xong. Hôm nay sư phụ sinh nhật xe chưa? Ít bữa nữa mới lấy, đặt cọc rồi. Để coi ngày đẹp cả đám mới chạy về. Đấy, mọi người hiểu không? Đấy, còn anh em nào vừa rồi ấy đang sử dụng cam và mốc thì hôm nay chúng ta coi lại cái video này. Thì trong quá trình chờ đợi thì anh em đầu tiên chúng ta nạp cái file vào, chúng ta chờ đợi hơi một lâu tí nó chạy. Nó chạy 0000 hơi bị lâu tí thì bây giờ nó mới chạy lên 123 này. Đó, được chưa? Đấy, anh em đừng có nghĩ ngợi gì cả, bởi vì cái file đầu tiên chúng ta muốn nạp vào nó hơi bị lâu. Nó phải mất vào khoảng 1 phút rồi bắt đầu nó sẽ chạy. Hãy chia sẻ và đồng thời cho nhiều anh em đang sử dụng can và bốc để chúng ta biết sử dụng can và bốc để chúng ta có thể off chức năng bảo mật Smoky và đồng thời off van Epapo, và đồng thời chúng ta có thể điều chỉnh tăng giảm cộng trừ bù đắp thêm tỷ lệ hòa khí AF vào Isuzu.
Đó thì lúc này thì anh em là gì? Thì lúc này anh em chỉ cần chờ tới 100% là anh em tắt khóa là thành công thôi. Thì lúc này chúng ta đã vào phần mềm off Sparky và cộng 10% thì con xe ra chạy cực nhẹ, nhẹ lắm anh em. Thì RPM của nhà sản xuất mặc định ở 9.000 đến 10.000 RPM thì chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta chỉ có cộng thêm một chút xíu để con xe này để bà khi động cơ nguội ngọt hơn. Chuẩn bị có chế độ tự động tìm xe rồi anh ơi. Những anh em nào hãy nhớ Motorbox chưa lên 2.3 thì nâng cấp lên, Motocan chưa nâng cấp thì nâng cấp lên, và kế tiếp sẽ được nâng cấp lên sử dụng rất được nhiều chức năng. Bền bỉ châu bò theo 5 tháng, con xe con máy này xài chưa biết hư là gì luôn. Công nhận hàng này xài thì hơi bị bê. Bền. Mỗi tội là anh em thao tác thì anh em phải đọc chữ đi chậm. Gọi là đi học từ mẫu giáo, lớp mầm mẫu giáo từ từ lên lớp 1. Hết cấp 1 xong bắt đầu lên cấp 2 là lớp 6. Hết cấp 2 bắt đầu lên lớp 10 là cấp 3. Đấy, chúng ta cứ chạy như vậy sẽ hoàn hảo. Cứ tí tá anh em làm ly nước hoặc là uống ly cà phê. Rồi thì chờ máy chạy tới 100% là ok. Thì trước tiên thì anh em hãy kiểm tra rằng cái bình của mình nó có mặn hay không nha. Bình yếu mà chúng ta nạp vào ở trạng thái chờ lâu thế này thì bình nó sẽ sụt nha. Còn nếu cái bình nó mặn đủ ampe thì tất cả không có vấn đề gì xảy ra. Rồi, anh em theo dõi hết cái video này đi, mình sẽ bật khóa điện lên cho anh em. Rồi, anh em nào mua Motocan mới 16.8 tặng Motobox. Còn anh em nào hôm nay mua cặp cũ này mình bán luôn. Chia sẻ anh em. Trong quá trình đang xem máy nâng cấp phần mềm thì chúng ta thả tim. Thả tim, thả like. Tim like. Máy này đấu giá 10 triệu anh em. Rồi bộ máy này anh em nào cảm thấy yêu quý mình, ủng hộ mình, bộ máy này 10 triệu. Bền thì anh em khỏi phải nói rồi. Ở về nhà anh em có tem thì anh em dán vào đây. Đấy, cái tem của mình dán vào đây. Còn anh em nào có tem dán vào đây, đi vào đi ra. À, 10 triệu tặng anh em full bộ tài liệu về chân IC khóa Sparky bằng màu. Nha anh em. Mua sản phẩm thì tất cả cứ truy cập cho Đình Tuấn. Anh em đừng có bỏ dở clip này, xem hết clip đi.
Rồi, chúng ta chậm một chút xíu, chúng ta sẽ rất ok. Mọi thông tin chi tiết thì anh em liên hệ 0909 755 993 Zalo nha mọi người. Anh em chờ hơi bị lâu tí, lâu thế thì chúng ta mới lấy được tiền. Đúng không? Đấy, nhanh quá thì chúng ta lại không lấy được tiền. Nhanh quá chúng ta lại không lấy được tiền, cắt bảo làm nhanh thế sao lại lấy được tiền. Để chúng ta hãy dí giá. Dí giá để chúng ta kiếm được tiền. Đó mọi người đồng tình không? Gác lên cho mọi người thấy cho nó rõ tí. iPhone rồi, quay nét nét rồi, hết cỡ rồi. Sắp xong rồi em, anh em. Rồi còn 5% nữa. Chúng ta đừng rời khỏi màn hình.
Rồi còn 2% nữa kết thúc nha anh em. Không biết bình điện này mình để lâu có sụt bình không. Rồi 1% nữa để chúng ta kết thúc ăn cơm trưa nha cả nhà. 100%. Đó là chúng ta vào họp. Rồi, đấy thấy chưa? Thông báo nạp dữ liệu ECM thành công. Cực kỳ là đơn giản. Rồi chúng ta tắt khóa. Đó, chúng ta nổ máy. Đó, tuyệt vời không? Và coi con xe này nó hụt ga hay không? Rồi chúng ta có thể vặn vào đây. Rồi, tay ga rất chắc nha anh em. Đây. Bởi vì chúng ta off spark key và đồng thời cộng thêm 10%. Đây. Đó, thì lúc này con xe sẽ không bao giờ bỏ ga ở trạng thái động cơ nguội. Động cơ này khá là nguội nha anh em. Đây. Bởi vì lúc nãy mình mới nạp cho nó vào thì đương nhiên ở trạng thái động cơ nguội. Đó. Đây anh em nhìn thấy ga rất chắc. Đây. Thấy không? Đó, không bỏ ga đầu. Chứ bình thường mà chúng ta không nạp vào thì tất cả những dòng ECU này thì đương nhiên nó sẽ bị hụt ga đầu nha anh em. Hụt, hụt. Đấy. Hụt. Rồi, đây. Rất chắc ga. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi buổi trưa nay về vấn đề sử dụng Motocan và Mobox. Cảm ơn tất cả những anh em luôn đồng hành và ủng hộ. Anh em nào cần thì vui lòng liên hệ sản phẩm Inbox số điện thoại 0909 755 993 để được hỗ trợ và tư vấn cho anh em, và những phần quà ưu đãi có giá trị gửi tới anh em khi chúng ta mua sản phẩm. Cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành và ủng hộ Đình Tuấn. Thank you.